Bao nhiêu lâu từ lần để ý đó thì mới bắt đầu thích thiệt? Vài tháng không? Ba ngày. Mà gu trai lớn tuổi hả? Thấy lớn tuổi chững chạc hơn đúng không? Con chỉ thích người lớn tuổi. Một tuổi cũng được nhưng mà lớn tuổi hơn. Miễn sao lớn hơn mình là được. Lớn lớn con hả? Con thấy như em con. Con anh đó là ở phường khác. Xong rồi con ở phường khác xong vào sinh hoạt gặp nhau á. Ấn tượng lần đầu là con gặp ảnh á, là tại vì ảnh rất là yêu con nít. Rồi đừng nói bà mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ luôn nha bà. Vài bữa sau là xin số điện thoại nhắn tin rồi. Lúc đó là chưa có xài Facebook. Mà một ngày đăng ký 3.100 tin nhắn á, chú ý không? Hồi xưa không hiểu sao mình rảnh rỗi đến mức mà nhắn tin ráng nhắn cho hết nha. Đăng ký thêm. Đúng rồi, phải đăng ký thêm. Mà một con nhớ là nhắn tin là phải tranh thủ nhắn dài. Nhắn chữ cũng tốn hình tin nhắn rồi. Đúng rồi, xong rồi anh mới nhắn tin qua tỏ tình với con trước. Chơi luôn. Tới luôn, tranh thủ. Nói chung nó rất là một mối tình, nó rất là trong sáng, ngây thơ và học sinh á. Đúng chứ, học sinh. Nhưng mà cái... Rõ chưa? Rõ rồi. Trời ơi, không có đi họp lớp phải không? Trời ơi, này không đi họp lớp xong ghé quán của tôi cái gì? Hình như là có người không muốn gặp đúng không? Không muốn gặp một người nào đó nên không đi họp lớp đúng không? Biết vậy? Rồi chú nghe lén. Cứ nói cái đó luôn ta. Bây giờ khai thiệt đi. Sao không đi họp lớp? Con có lý do thầm kín nhưng mà con không có đi được tại vì con bị ngại á. Rồi. Chạm mặt người ta chú. Tình đầu hay gì? Tình đầu năm cấp 3 phải không? Dạ đúng rồi. Tình đầu nhưng mà thực ra thì cái mối tình này nó cũng không có gì mà... Nó cũng đẹp nhưng mà tại vì... Ngại đối mặt hả? Nhiều khi. Rồi bây giờ sẵn chúng ta đang ở quán hồi đó, chúng ta sẽ cùng với khách mời chúng ta ngày hôm nay, đó chính là Lily. Chúng ta sẽ nói về những cái mối tình đầu. Mối tình đầu cũng không có nghĩa là mọi người phải yêu, bước vào tình yêu. Nhiều khi mình chỉ crush, mình rung động đầu đời thôi thì nó cũng đã rất là dễ thương rồi. Bây giờ con kể cho chú nghe, thời đi học con sao, hay rung động trước mỗi người như thế nào? Hồi đi học á hả con, thì con lo học lắm. Con không có phải kiểu gặp ai cũng rung động. Gọi là good girl phải không? Con phải là good girl nhưng mà chắc là con hơi khó tính chút á. Cái người mà con rung động á, thay vì một cái người đẹp trai thì con sẽ rung động một cái người có tài hơn. Có tài và kiểu có thích người thông minh không? Hay chỉ thích người có nhiều tài lẻ thôi? Dạ tài, cái tài này kiểu là tài hoa đồ kiểu vậy phải không? Với lại là duyên dáng này chú, nhưng mà nếu mà vừa tài vừa đẹp trai thì càng tốt. Đúng rồi, cái đó là dĩ nhiên rồi, nếu mà giàu nữa thì ok nữa. Càng tốt. Ngày xưa kiểu crush người ta xong rồi là ghi tên á, ghi tên ra xong rồi ghi tên ảnh ra nha, cứ ghi tên con ra coi cùng số chữ á, mừng dễ sợ là có duyên tiền. Cái vụ mà ghi tên rồi xong đếm chữ là bao nhiêu phần trăm á đúng không? Là được bao nhiêu phần trăm? Lúc đó là cao lắm đúng không? Nhưng mà đúng rồi là cao lắm luôn. Kiểu tên cũng ba chữ giống nhau á, rồi là rất là suy diễn. Ra mà tới 8-9 chữ là chuẩn bị là 80-90% á, là cưới luôn rồi đó. Tính tới cái đường cưới luôn rồi đó. Vậy bây giờ chúng ta sẽ kể về mối tình đầu đi. Thời gian nào? Mối tình đầu là hồi lớp 11. 11. Một anh học khác trường, hơn con một tuổi. Nhưng mà gu trai lớn tuổi hả? Thấy lớn tuổi chững chạc hơn đúng không? Con chỉ thích người lớn hơn tuổi. Một tuổi cũng được nhưng mà lớn tuổi hơn. Miễn sao lớn hơn mình là được. Thấy ngang hàng với mình, thấy tụi nó trẻ trâu quá. Cứ lớp con hả? Con thấy như em con. Con anh đó là ở phường khác. Xong rồi con ở phường khác xong vào sinh hoạt gặp nhau á. Ấn tượng lần đầu là con gặp ảnh á, là tại vì ảnh rất là yêu con nít. Rồi đừng nói bà mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ luôn nha bà. Tại vì con còn thích con nít. Chứ lần đầu tiên thật ra là con không có ấn tượng gì hết. Nói chung mà ảnh cũng đẹp trai. Nhưng mà chưa có ấn tượng. Nhưng mà từ khi thấy ảnh hỏi là chơi với đứa con nít, từ đó là con bắt đầu để ý ảnh. Để ý chứ chưa có thích nha. Sau bao nhiêu lâu từ lần để ý đó thì mới bắt đầu thích thiệt? Vài tháng không? Ba ngày. Xong rồi đi chơi với nhau, đi ăn đi uống này kia mày này nọ, là vài bữa sau là xin số điện thoại nhắn tin rồi. Lúc đó là chưa có xài Facebook. Lúc đó là xài điện thoại đập đá. Đúng rồi. Mà một ngày đăng ký 3.100 tin nhắn á, chú ý không? Hồi xưa không hiểu sao mình rảnh rỗi đến mức mà nhắn tin ráng nhắn cho hết nha. Đăng ký thêm. Đúng rồi, phải đăng ký thêm. Mà một con nhớ là
nhắn tin là phải tranh thủ nhắn dài. Nhắn chữ cũng tốn hình tin nhắn rồi. Đúng rồi, xong rồi anh mới nhắn tin qua tỏ tình với con trước. Vậy luôn, vậy luôn. Ừ, tới luôn, tranh thủ. Nói chung nó rất là một mối tình, nó rất là trong sáng, ngây thơ và học sinh á. Đúng chứ, học sinh luôn. Nhưng mà cái chuyện này kiểu là ba mẹ đâu có biết không? Không biết rồi đó. Không, nhiều khi ba mẹ biết sao? Ba mẹ mình hay lắm nha, nhiều khi biết mà không nói. Có khi vậy, nhưng mà hồi xưa con không có dám nói. À, con không có nói với ba mẹ. Nhiều khi hả, cái bây giờ mới nói nè, không biết ba mẹ xem thì ba mẹ có chửi không. Nhưng hồi xưa nhiều lúc đi học thêm á, xong trốn đi học thêm đi chứ. Hy vọng là cô chú không có coi được cái clip này. Còn nếu cô chú có coi được thì cứ coi như đó là tuổi trẻ bồng bột. Không, nhiều khi ba mẹ biết hết á. À, những cái hồi ức tốt đẹp có đưa nó vô bài hát không? Thực ra là chưa, tại vì bản thân con viết nhạc rất là ít khi mang cái câu chuyện của mình, trừ khi viết về gia đình hoặc là mẹ hoặc là bố hoặc là cái gì đó mà cảm xúc thực của mình nó. Còn tình yêu thì con rất là ít khi đem cái câu chuyện của viết tình yêu, nó văn thơ bay bổng hơn đúng không? Nó mình phải mượn của những người khác nữa, chứ không có phải là lúc nào cũng phải là câu chuyện của mình. Thì không biết yêu bao giờ cho đủ để viết đúng nhạc. Rồi là viết mà câu chuyện đại chúng hơn để mọi người dễ hiểu, dễ cảm nhận hơn, đúng kiểu rồi. Vậy đúng không? Trong cái những cái đó thì vẫn có cái câu chuyện của mình, là bỏ vô một chút xíu. Đúng rồi. Ừ đúng rồi, mình không có trải nghiệm sao mình hiểu được những cái đó được. Thì hồi đó cái thời mà mình kiểu là còn rớt người ta đó, có bao giờ mình kiểu là thấy người ta nói chuyện với nhỏ này mình kiểu là tức con bực bội trong người đó chú? Nhưng mà mình đâu có quyền gì để mà mình ghen đâu. Cái dòng mà không có quyền á là bực lắm, bực rồi. Mà không có xả được. Cái crush của con hồi đó cũng có hay chơi với nhiều bạn gái á, cũng làm bên đoàn trường mà, nên là sinh hoạt này kia cũng phải có nhiều bạn. Ví dụ như mình nha, mình chỉ quen bạn lớp này lớp kia thôi, còn anh là quen cả trường. Cả trường luôn, cho nên tức hơi mệt đó nha. Đúng rồi. Là mỗi lần gặp là tức luôn hay sao? Con hay ghen lắm chú. Bây giờ ví dụ con có người yêu con cũng hay ghen lắm. Ngày xưa mình ghen mình không biết là mình tức lắm luôn á chú. Thật ra là mỗi người khi mà tới với cái quán của chú đó thì chú đều hỏi một câu hỏi. Giả dụ nếu mà con được trở về quá khứ, biết trước được những gì đã xảy ra luôn, thì con còn có muốn quen lại anh đó không? Hay là con có tiếc nuối, con muốn tới tỏ tình với Red kia không? Con không có tiếc nuối những... không có tiếc nuối về bất kỳ một cái gì xảy ra trong quá khứ của con. Ngay cả crush thì mình cũng crush vậy thôi, chứ không có phải là quá sâu đậm tới cái mức mà mình phải sau này mình phải tiếc nuối là tại sao đó mình không nói ra. Bây giờ con cũng quên hết rồi. Giờ nhớ kể chơi vậy thôi à. Đúng rồi. Còn cái mối tình đầu thì thật sự là một mối tình rất là dễ thương và nó đáng nhớ. Vậy là mình đã có một cái quá khứ rất là đẹp đẽ rồi, mình không có gì tiếc nuối thì rất là ok. Chúng ta sẽ thi nhau xếp sao, ai xếp được nhiều sao hơn sẽ là người chiến thắng. Mà vàng đi, cho nó lấp lánh nè. Ở đây mua cái sao xịn ghê á. Không biết nữa. Như gấp lại gì nè. Gấp lại gì nè. Đút nó vô gì nè. Đúng rồi. Chú thấy là con thua chú rồi đó. Ồ, con cột vô xong con quấn thôi à. Có cái chương trình gì mà gấp sao? Có người yêu đâu mà gấp sao? Không, nhưng mà ngày xưa con hay gấp sao để tặng bạn hả? Không phải, bạn nhờ gấp sao. À, bạn nhờ gấp sao để tặng người yêu. Ừ, sao người yêu nó không tự gấp? Đúng rồi. Ừ, giờ mình mới nhớ ra cái điều đó luôn á. Trời ơi, mình mới gấp tới cái thứ hai à. Con nhỏ nó gấp tới cái thứ ba rồi. Gấp xong cái thứ ba rồi. Ngàn vì sao trên cao. Đủ sáu màu luôn đó. Rồi con gấp một cái nữa đi. Đẹp quá à, cái sao này đẹp quá à. Nhìn nó bling bling. Ừ. Bây giờ chú có nói sai thì... Ủa sao vậy? Con làm văn đi đâu vậy? Con làm văn đi đâu vậy? Và phần thắng đã thuộc về Lily dĩ nhiên. Giấy này nó cứng quá chú. Ừ, bóp đau cái tay luôn á. Một con sao trong người con nữa nha. À. Và phần thắng của vòng này đã thuộc về Lily dĩ nhiên. Thật ra là hôm nay thì rất là vui khi mà đón Lily tới vui, đây cười lên. Không, vui sương sương. Cái niềm vui mà niềm vui le lói á. Có nghĩa là chúng ta đã có dịp ôn lại những cái kỷ niệm, những cái mối tình đầu, nhớ lại những cái thời học sinh. Dĩ nhiên đa phần 99% mọi người tình đầu là thời học sinh ha. Ừ, dạ. Ít ai mà tình đầu mà vô đại học mới tình đầu thì nghe nó chú. Sao vậy? Chú thì bỏ qua đi hả? Chú thì chưa tình đầu luôn. Ủa dạ? Chú là tình gì á? Tình tính tan, tình tan, tính tình, không có người yêu. Chú quen
qua đường người ta đúng không? Không có luôn, chú là đứng bên lề đường không được qua đường luôn. Không có ai cùng chú nắm tay đi qua đường luôn. Trời ơi, thôi. Mà con đừng đề cập tới cái chuyện tình cảm của chú nữa, chú không có được vui với cái chuyện đó luôn. Chú bị quạo mỗi lần cửa tới chuyện người yêu không có nghĩa chú quạo gì nè. Đó kiểu vậy. Mà không sao, chú dẫn chương trình nên chú vẫn rất là vui. Thì con có thể chia sẻ mọi người về con, về hôm nay, về những cái chuyện nãy giờ mình tâm sự và những dự án sắp tới của con. Thì con cũng thấy rất là vui và cũng rất là ít khi mà con ngồi tâm sự về những cái mối tình đầu. Đúng rồi, chú cũng thấy con ít lên talk show để kể về những chuyện tình cảm. Tại vì con không kiểu hay đề cập tới chuyện đời tư, nhưng mà cái này con thấy vui. Con cũng rất cái này mình kể về những cái kỷ niệm xưa thôi chứ không có gì. Đó, còn sắp tới thì con cũng sẽ có những cái dự án cá nhân riêng và một số dự án nhỏ nhỏ, và chuẩn bị cho những cái dự án chính và quan trọng thì sang năm 2021 thì sẽ có rất là nhiều dự án dài hơi và con nghĩ là nó sẽ rất là ok. Ok, chú sẽ thay mặt khán giả, những người coi cái clip này, hy vọng là mọi người đã có những cái phút giây thư giãn và nhớ về những kỷ niệm của mình, những cái kỷ niệm đẹp nhất thời học trò về mối tình đầu. Và mọi người, hy vọng mọi người cũng sẽ theo dõi cái quá trình âm nhạc của Lily và ủng hộ cho Lily, một người rất là dễ thương. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Có một món quà. Đó, ai tới đây cũng có một phần quà, còn quà gì trong thì không biết. Con mở liền được chú? Ok, con mở luôn đi. Chú cũng muốn coi. Dán đồ khó mở đó. Wow, chích thuyền. Kiểu là ngọt ngào như một thỏi sô-cô-la đó, kiểu mối tình đầu là nhưng vậy. Nhưng mà con nghĩ là thôi chú đừng ăn. Chú biết sao? Tạm biệt. Thật ra chú ăn cũng được thôi, tại vì chú đã bị bão hòa rồi. Cái lượng mỡ của chú nó bão hòa, nó không thể tăng được nữa, tại vì cái da nó đã căng hết mất rồi. Hiểu không? Nó không căng được nữa. Trời đất. Cảm ơn mọi người, xin chào và hẹn gặp lại. Trình hay ghê, cho thời gian là đúng một ngôi sao. Nghe có vẻ tinh tế và đã tính trước thời gian nha mọi người. Bắt lấy hai cái tô thịt bự, xong á cho thời gian gấp đủ một ngôi sao thôi.